Xin thân ái mới chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay bên xưởng tiện Khánh Xuyên mới về hai con máy các bạn. Hai con máy Giang Ma, con 3T63 với con 3T66. Hai con này là 13 đến 14 HP nha các bạn. Tua cao nha, tua 3050 vòng trên phút. Rồi chuẩn bị vô nước, vô đường nước lặn test máy cho các bạn xem nha. Bây giờ mình vô nước trong máy cho mát máy các bạn. Thì mình test máy nha, test nổ máy. Hai con này là tua cao nha các bạn. Giang Ma 3T63 66. Anh em nào có nhu cầu sử dụng mấy máy 3T này liên hệ số điện thoại nha. Số điện thoại thì em để trên video trên thanh tiêu đề nha. Số điện thoại là 0918 782120. Anh em chuẩn bị vô nước cho vô trong máy rồi test đề nổ hai máy này cho bạn xem nha. Con Giang Ma 3T63 66 này tua cao nha các bạn. Tua 3050 vòng trên phút luôn nha. Rồi anh em chuẩn bị test máy cho bạn xem tham khảo nha. Rồi ha. Đây là đường ống nước mình để cho không có được cái máy nữa ha, rất là nhạy anh em.